Kính thưa quý liệt vị, thấy chúng sanh đang đắm chìm trong biển mê sông khổ, Đức Quỳnh Giáo Chủ với tình yêu thương vô bờ bến, động mối từ tâm, quyết đưa chúng sanh về nơi an dưỡng quốc. Thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Hay biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Trong rừng pháp bảo thẳm thâm di diệu ấy, những lời cao ngôn mỹ từ, triết lý sâu xa, lời lời hoa gắm của bậc tế thế độ nhân, kính mời quý vị cùng nghe. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm bối nạn eo, gắm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ quân sành chung ám ù, Tây phương sắc lệnh dân du nam kỳ. Mượn nhầm một xác nhu mì, giảng dần sáu tháng vậy thì xem sao. Rất buồn ba tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Về chùa á, cái cô tính nào ta chạy xe không đa mà mình không có tiền lấy đâu đi không đấy. Cái cô lắc đầu, cô lắc đầu, cô nói cô không đi. Cái phà cập bến rồi cái cậu kia lại nói như là ra ám hiệu vậy đó, nói con chở cô Tư về chùa, con chở cô về chùa chứ không phải là con người chạy xe Honda. Cái cô biết rồi, cô biết là mà hồi hôm mình thấy vậy đó, cái là cô thấy thầy mà cô lúc đó là cô không có biết thầy quá. Cô không có biết, kêu ổng bằng ông cô à, kêu thầy ổng bằng ông cô à. Cái đi về, cái cậu đó đưa cô về tới bang không có ăn tiền gì hết trơn. Cái cô cúng mà từ đằng trước ra đằng sau cúng xong. Hồi đó mà lúc đó là chưa có cái hình thầy, mà cái hình bự không có nha. Có cái hình mà nhỏ mà treo ở trên ngay chỗ cái bàn thờ Đức Phật thầy Tây An, mà cái hình nhỏ ở trên đó. Hình đó anh đây là mấy chục năm rồi đó. Cái cô cúng xong cái cô dòm lên cô thấy, cô thấy cái hình đó kêu nói rồi hồi hôm ông này ông kêu mình á, cô nói trong bụng vậy đó. Lạ ta. Cô nói hồi hôm cái ông này ông kêu mình, bây giờ ông khiến ông dẫn mình về đây nè. Dạ, chú Phú mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày mới, chú Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với video ngày lễ kỷ niệm 18 tháng 5 năm 2024. Thì kính thưa quý vị, hàng năm vào ngày 18 tháng 5, bà con tín đồ khắp mọi nơi trở về thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để tưởng nhớ ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ quý vị. Và kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang ở ban trị sự xã Tân Hòa quý vị. Thì tại đây có làm một minh giám của vị Bồ Tát Văn Giang Thù quý vị. Thì trong sấm giảng của Đức Thầy có câu đó quý vị: Văn Thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã, chú thì trần gian, gió đưa lướt sóng bờm lon, cước người tu niệm xê sang phỉ tình. Thì kính thưa quý vị, đây là tượng trưng cho một cái hình tướng là sau này đó quý vị, khi mà tới cái nạn mà nước dân đó quý vị, nữa lửa cháy tưng bừng đó, thì những người nào mà có tu đó thì được ngài Văn Thù Bồ Tát sẽ chèo cái thuyền
như thế này, cái thiền này là mô phỏng cho quý vị, là sẽ nước, những cái người nào mà có tu thì sẽ được nổi ở trên mặt biển, mặt nước đó, thì ngày sẽ ngước lên trên cái thuyền này. Đó là những cái ý mà đức thầy muốn gửi đến và khuyên bà con, đó là chúng ta phải cố gắng ăn hiền ở lành quý vị, và hiếu thuận với cha mẹ, giúp đỡ anh em đồng bào xã hội quý vị. Thì hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục với chương trình ngày khai sáng nền đạo Phật giáo ạ. Tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, quá trình xe hoa bà con đang chuẩn bị luôn quý vị ơi, rất là nhiều xe hoa. Và quý vị khi mà trở về đây đó thì quý cô chú anh chị chỉ tốn tiền xe thôi, và đặc biệt có về đây là bà con mời ăn hoàn toàn miễn phí, uống miễn phí, ngủ miễn phí luôn nha quý vị. Thì mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành, chúc quý vị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé. Chào con trai. Dạ. Con đến đây con nhìn thấy đó, một cái mô hình này thì con có biết là cái ý nghĩa của mô hình này như thế nào không con? Phù Bồ Tát trèo hiệp giả cứu những người tu thiền nhân. À vậy đó ha, theo mà con nghĩ là vậy. Rồi con có nghe là kể những cái mẫu chuyện không? Con nghe kể sao nè. Mẫu chuyện mà sau khi mà nước mà dâng lên thì những người hung bạo tàn ác như là những người xấu thì bị chích túi, cứ như là bị nước cuốn trôi. Những người hiền lương mà có sự tu tập thì sẽ được chân Phù Bồ Tát trèo hiệp bất nhã cứu. Vậy hả con? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 15. Con tên gì? Tên Tiến. Rồi bình thường á là con hay đi làm nghề gì nè? Dạ ơi, con ở đây cũng tiếp thì bất nhã. Cũng làm tiếp vậy ha. Rồi làm gì á là mình làm mình cầu để mà được phước hay là mình có tiền bạc gì không? Dạ không, cầu phước. Làm từ thiện để cầu phước ha. Đến một mô hình cho bà con chiêm ngưỡng. Rồi cảm ơn con nhiều nha, chúc con sức khỏe bình an ha. Dạ. Và tinh tấn tu hành nha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý vị, đây là hình ảnh Văn Thù Bồ Tát nha quý vị. Rồi chở lên chợ mới một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cũng rau. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Tiếp tục nữa thì câu vàm nao nha quý vị. Dàm nao rầy đã đến rồi, quầy thuyền ghé lại bằng nay chợ đình. Hát hai câu hát quê tình, đậu xem dân chúng chợ đình làm sao. Vâng, và kính thưa quý vị, những câu đối rất là hay quý vị. Và tiếp tục chương trình thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với ngày đại lễ 18 tháng 5 năm 2024, chuẩn bị quá lớn quý vị ơi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nha, chúc quý vị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Và kính thưa quý cô chú anh chị, tiếp tục đó thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với câu chuyện là cô Tư lội bộ từ ở dưới Cà Mau trở về xứ Hòa Hảo quý vị. Thì cô đã được bà con đồng đạo cho một cái nơi để mà tu hành. Mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nhé. Con chào cô Tư nha. Thưa cô, vì sao mà cô quyết tâm lội bộ từ Cà Mau để đi về đây để mà tìm nơi tu tập với cô? Vì lúc đó là cô cũng như cô có căn cái cô lội về tới ngoài Tây Ninh quá. Dạ. Về tới Tây Ninh rồi đồng đạo ngoại mới kêu là cô vô đạo đi. Cô vô đạo đi là cô không có bị hành nữa, cô không có lội nữa. Cô thì cô thiệt lắm, cô nghe lời mấy đồng đạo đó, cái cô vô đạo. Vô đạo cái như 12 giờ trưa nè, cái đồng đạo mới kêu là cô tiên thệ, cô thề đi. Nếu mà bỏ đạo thì thiên thu địa lục, trời chu đất diệt. Cô thiệt quá, cô cũng nghe lời ta đó. Cô nghe lời đồng đạo đó, cô cũng nghe lời người ta, cô thề nguyện vậy đó. Tới cái cô ngủ mà hiên chùa của người ta đó, hiên chùa mà ngủ mà hiên chùa không à. Cái cô tiên thệ rồi cái 12 giờ trưa nè, tối cái cô ngủ cái cô thấy đức thầy ổng vô, ổng đứng trên đầu nằm của cô á, ổng đứng trên đầu nằm á, ổng nói con à, con đi lạc đạo rồi.
Cái cô lúc đó cô chưa biết là đức thầy phải không? Cái cô nó nói là kêu bằng ông cô ạ. Nói nếu như con đi lạc đạo thì ông dẫn con về bên ông đi ha, chỗ nào đúng đạo á. Thì tự nhiên cái cô quá sáng sớm chừng 4 giờ cô mới xếp đồ đi ra trước cửa chùa đó. Có chiếc xe 6 chỗ ngồi rất cô, mà cô không có hỏi có gian được. Muốn hỏi, muốn mở miệng hỏi có gian á, mà làm như là khiến cái khẩu không có cho cô hỏi. Cái cô lên xe cái đi tới Bắc Mỹ Thịnh á, quán cơm lớn á. Cái ông chủ xe nó mới mua cho cô dĩa cơm, mua cho cô hộp cơm chay cô ăn. Hộp cơm chay cô ăn mà ổng không có đòi tiền cô. Mà trong bụng hồi hộp lắm, sợ không biết ổng đòi tiền, không có tiền ổng đuổi mình xuống. Mà cũng ngồi tới, mà ngồi xuống cái tới lăn gù á. Cái ông chủ xe ổng nói là cô ơi, cô xuống đây, cô về chùa thầy nè. Cô xuống phà lăn gù đó. Cô về chùa thầy. Cái cô nghe lời ổng cô xuống. Mới về xuống phà ngồi một hồi chút xíu cái có một cậu đó cũng lạ quá à. Lại hả cô ơi, cô đi về chùa, cô đi về chùa ha. Cái cô tính là người ta chạy xe Honda mà mình không có tiền lấy đâu đi không đấy. Cái cô lắc đầu, cô lắc đầu, cô nói cô không đi. Cái phà cập bến rồi, cái cậu kia lại nói như là ra ám hiệu vậy đó. Nói con chở cô Tư về chùa, con chở cô về chùa, chứ không phải là con người chạy xe Honda. Cái cô biết rồi, cô biết là mà hồi hôm mình thấy vậy đó. Cô thấy thầy à. Mà cô lúc đó là cô không có biết thầy phải không? Cô không có biết cô... Kêu ổng bằng ông cô à, kêu thầy ổng bằng ông cô à. Cái đi về, cái cậu đó đưa cô về tới đây không có ăn tiền gì hết trơn. Cái cô cúng mà từ đằng trước ra đằng sau cúng xong. Hồi đó mà lúc đó là chưa có cái hình thầy, mà cái hình bự không có nha. Có cái hình mà nhỏ mà treo ở trên ngay chỗ cái bàn thờ Đức Phật thầy Tây An, mà cái hình nhỏ ở trên đó. Hình đó anh đây là mấy chục năm rồi đó. Cái cô cúng xong cái cô dòm lên cô thấy cái hình đó trên đó. Rồi hồi hôm ông này ông kêu mình ha. Cô nói trong bụng vậy đó. Hay lạ ta. Cô nói hồi hôm cái ông này ông kêu mình, bây giờ ông khiến ông dẫn mình về đây nè. Cái chợ cô thấy cô dòm lên cô thấy ổng, cô khóc quá thì khóc luôn. Khóc hết chứ khóc hỏng ai can lứng hết trơn á. Cái mấy người chùa la cô chứ lắm. Mới bà đừng khóc, khóc một hồi người ta đuổi đại ga giờ ra nữa. Cái ông Từ hồi đó có cái ông Từ đó mà giờ ổng chết lâu rồi. Cái ổng nói tại mấy cơ không có biết khóc. Cái can người ta khóc để cho người ta khóc đi, chừng nào người ta lính ta thì ta nói mấy cơ đừng có la. Cái tự nhiên cái hết khóc à, như vậy không còn khóc nữa. Cái tự cô đứng dậy, cái cô quỳ xuống cô xin quy y ổng. Bởi vì ổng kêu mình về đó. Cái cô quỳ xuống cô xin cô quy y ổng là quay về bên đây. Là cô bỏ bên kia luôn, dính dễ luôn, quay về bên kia luôn, về bên đây chứ. Cô quỳ xuống cô xin quy y thôi, hài lòng. Tự cô quy y luôn. Cái cách này cũng 3 năm rồi. Cái cô đi về cúng cơm Đức Ông. Cô cũng đi lội bộ không à. Cô lội về cúng cơm Đức Ông xong cái ngủ một đêm, cái qua cúng cơm là cô lội về chùa thầy nè. Cô cúng xong hết trơn, bước ra tính ngồi băng ghế đằng trước nghỉ mệt. Cái cô Lan mà Lan Tâm Linh á, có chạy ra. Mà cô cũng không quen cô Lan Tâm Linh nữa. Cô chạy ra cô hỏi cô ơi, cô có chỗ ở chưa? Cái cô mới nói sự thật là chứng chỗ ở. Nói cô cũng lội tới đâu cô ngủ tới đó. Cô không có chỗ ở. Cái cô Lạc nói cô Tư ơi, cô Tư ngủ đỡ ở chùa đi ha. Đi qua bển con hỏi nếu như được á, sáng con qua đây con rước cô. Cái lúc đó ở bên bàn chi sự người ta mới khởi công người ta làm đó. Cái kho ở người ta ta phá lại cái chú bảo vệ kia nói để con mở cái kho này con cho cô ngủ nhờ. Cái cơ qua đó cô ngủ nhờ. Sáng lại cái cô đang cổ điện cơ. Cô Tư ơi, cô còn ở đó không? Còn ở chùa thầy không? Chứ cô nói còn. Cái cô Lan cô nói cô Tư ơi, cô đừng đi nha.
cô ở đó đi rồi con qua con rước cô, rước cô qua đây ở. Cái cô mới nghe lời cô ở, cô đợi cô làm cô qua đây kiếm cái chuyện rồi thôi, cái chuyện được chơi với mấy chú ở trên bang chính á. Cái một hồi cũng lâu hồi cái cổ rước tôi đi về bản, rước về bản cái cổ hỏi cha hết, có tóc mặt sắp sẵn đàng hoàng, cái sẵn mà chưa có ai ở hết trơn á. Rồi màu ha. À, cô ở cho cô ở, rồi cô ở đó nay cũng là trên dưới là 3 năm, là thanh tịnh lắm. Mà có một cái là tất cả cái gì đó mình phải tự lực. Thanh tịnh lắm. Thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Cô cảm nhận như thế nào? Cô thấy cô vui không là khi mà cô được trở về xứ của Phật ngày xưa sanh ra tại đây? Cô rất là vui, cũng như biết rằng là vật chất là cô không có, nhưng mà cô có tinh thần. Thì vì từ lúc mà cô, cứ như đứa con của cô là mới sinh ra mà cô hành đạo cho đến mà con cô là 19, 20 tuổi, nó có gia đình, nó bỏ cơ. Cả luôn lúc đó cô ta đi trải nghiệm rồi, là cô vẫn tiếp tục con đường hành đạo, cô không bỏ. Cô rất là lấy niềm vui là hãnh diện là mình được là Phật dẫn dắt mình đi đúng con đường, rất là mừng. Cô nói như vậy là khi cô mà bỏ sát vô theo Phật là cô không có bỏ. Thì cô đi đúng con đường Phật đã dắt cô đó. Cô có thể chia sẻ cùng con đó là cô gặp hành tướng của Đức Thầy đó là ngày bận đồ màu gì, hành tướng như thế nào? Hành tướng là bận đồ màu đen. Màu đen mà không có rất là đẹp, lát màu đen mà đứng ở trên đầu nằm rồi nó rõ ràng luôn đó. Đen giống như giống như bộ đồ này con. Giống như bộ đồ này nè, màu đen nè, nhưng mà nhà đứng. Nhà đứng chứ không phải là hình chân dung này. Đứng ở trên đầu nằm ngày đó. Con đi lạc đạo rồi con ơi. Đó mà lúc đó cô không có biết gì, mà Đức Thầy cũng không biết. Lúc đó là chưa biết về ngoại hảo luôn. Chưa biết luôn. Cái nhà nó nói là con đi lạc đạo, cái cô mới nói kêu bằng ông không mà không biết Đức Thầy. Ông dẫn con ra, nếu mà con lạc đi lạc đường ông dẫn con về Vĩnh Long đi. Là dẫn về rồi. Từ ngày đó tới giờ tới sao em? Cỡ nào mà cô đi cúng ở đâu, cô đi bất cứ ở đâu, cô cũng lội về ngoại hảo, là lội về chùa Thầy. Đi bộ không? Đi bộ, kính lễ xong cúng rồi muốn đi đâu đó đi. Rồi bây giờ đem theo cái nón bảo hiểm là có gian hay là sao? Đem theo nón bảo hiểm là có khi mình lội bộ người ta có xe không đó. Kêu cho có gian, mà có nón bảo hiểm ta thấy không cho có gian. Chứ mà nếu mà không có nón bảo hiểm ta đâu cho có gian. Chừng nào người ta kêu con cho cô có gian thì mới dám đi. Chứ không có dám hỏi ai, chứ không dám mắc xe không có gian nữa. Vậy đó, lúc nào cũng đem theo cái nón bảo hiểm. Là cô là khởi hành lội bộ từ nhà của cô ở Cà Mau ha. Rồi lội lên Tây Ninh. Cô lội. Thế là cô lội, có khi á người ta cũng thấy cơ nghiệp, người ta kêu người ta cho có nghe kêu xe đồ hay là xe này kia đó, ủa cô lội bộ không có tiền tập cho có nghe, còn có khi không ra cho có nghe, tới đâu ta tới nhà người ta nghỉ thì mình tiếp tục đi nữa, tiếp tục đi bộ. Cô có đem theo và hai bộ đồ thôi với một cái giỏng. Còn nếu mà cô đi tới đâu mà không kịp á, cô kiếm cái chỗ là sạch sẽ an toàn phải không? Cô vô cô xin tất đai chỗ đó, cái cô dăng dỏng cái cô ngủ. Có khi nào bị đuổi không? Có khi nào bị mình dăng dỏng mình ngủ chỗ nào bị ta đuổi không? Không có đuổi hết. Vì vậy vô đó là cô niệm Phật, cô xin đàng hoàng, cô xin là giờ đất nước ông bà ở đây cho con xin con ngủ con đêm đi, rồi sáng con đi. Là em luôn luôn. Là cô cũng như là cuộc hành trình của cô là đi tìm Phật. Đi tìm Phật đó. Để tu mà lôi bộ nhất định không sinh ai hết, mà có ăn hoài, người ta cho hoài, ta kêu cho ăn hoài là đó. Quá cái gì thầy. Thì cô thì bây giờ cô còn tiền gì trong mình không? Có hả? Nghe nói tiền lực đó thì bây giờ cô làm gì để mà cô tu? Thì con hỏi thì cô mới nhắn nó.
cứ việc việc niệm Phật hoài, bao giờ mẹ mở miệng xin ai hết. Có khi lâu lâu chừng xong mới có đồng đạo nửa tháng ta lại cho cô 5 ký gạo, 10 ký gạo đó. Tiền điện nước sao con? Điện nước thì người ta lại như là 10 bữa nửa tháng có người ta lại người ta hỏi, ủa cô sống làm sao? Thì cô nói cũng hơi vất vả, cô đi hái rau, cô luộc, cô ăn, chấm nước tương, cái người ta cho, có khi người ta cho 50, 100, cô để dành, cô không có mua gì hết á, để dành đóng tiền điện, đóng tiền nước. Dạ thương quá đó vậy. Cái gì đó quanh năm là cái như vậy đó, cô này cũng 3 năm trên dưới 3 năm. Cô Tư Cà Mau quý cô chú anh chị. Cô Tư Cà Mau. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng có nhân viên cô Tư Cà Mau đi tìm con đường tu quý vị. Tìm về Phật Tháp Lội Bộ ra Tây Ninh. Rồi xong thấy ngoài đó chưa có đủ cái căn duyên, nên là tính lội bộ về Tổ Đình, về An Hòa Tự để mà tìm thầy quý vị. Mà lúc đó cô chưa biết. Thì khi nghe đồn ở đây là làm từ thiện cho ăn uống hoàn toàn miễn phí và người tu rất là nhiều, cho nên cô đã trở về đây. Và nhìn thấy thì không ngờ là trong cái giấc mộng cô đã nhìn thấy hình ảnh của thầy rồi. Thì bây giờ là cô cũng được đồng đạo cho ở một cái cốc để mà tu hành. Châu Phú cũng xin đại diện Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho Châu Phú để hỗ trợ trong những khoản tiền ăn để đãi bà con trong lễ 18 tháng 5, sẽ trích ra thêm 1 triệu để 500 để mà hỗ trợ tiếp sức với cô. Và hôm trước Châu Phú đã trích ra 1 triệu để mà cho một cái đàn cá tự nhiên ở Cần Thơ ăn rồi quý vị. Thì bây giờ con xin đại diện Mạnh Thường Quân gửi cho cô 500.000 để đóng tiền điện nước nha cô. Mà cô thấy mà có cá gì đó, cô có thể mua thả hồi hướng cho Mạnh Thường Quân luôn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì cô cũng trước hết là cô rất là cảm ơn con với con gái với tất cả Mạnh Thường Quân. Thì cô trả ơn không được, nhưng mà cô cũng gắng cố niệm Phật, gắng cố gắng là tìm con đường đạo Pháp. Và Châu Phú với con gái cũng vui rồi, hay là tất cả Mạnh Thường Quân cũng vui rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn cô. Phật, Nam Mô Di Đà Phật, quá mừng quý vị. Cô quá là có xin đi tới đây là xin thuốc nè quý vị. Nam. Đi đặc biệt ở đây đó là sứ đạo ưa cho thuốc Nam quý vị. Nên quý cô chú anh chị mà khi mà về lễ đó là có thuốc Nam rồi, thuốc Tây cũng có luôn. Chúc quý vị đi một cái buổi lễ năm 2024 vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật.